Thử thách ngày hôm nay sẽ là ai ăn đồ hộp nhiều nhất. Ở đây quản trò đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn có hình dạng hộp khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi sẽ bốc những phiếu thăm ngẫu nhiên. Ai bốc trúng món nào sẽ phải ăn món đó. Và người cuối cùng còn trụ lại sẽ là người giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Hiện tại chỉ có 23% những bạn đang xem video clip này đã nhấn vào nút đăng ký. Nên trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì xem video thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ sẽ là cái phần hấp dẫn nhất của trò chơi, đó chính là bốc thăm các bạn. Trò này nó cũng giống như cái trò trước là sẽ không có thời gian, không có loại gì hết. Dạ, vậy là được ăn đã ta. Hôm nay nghe nói nhiều món ngon lắm. Ngon nha. Hạt tiêu. Hạt tiêu. Quá lượt, trời ơi. Dòng đồ ăn. Ôi trời ơi, thôi vậy. Rồi vô đi. Này điềm phá cho anh chú về giúp trận này quá. Cái gì đây? Ồ, sữa chua phô mai. Đó là của phôi. Thấy hợp. Cái gì đây? Cô là hạt điều nha các bạn. Giới thiệu kèo luôn. Đây các bạn thấy hũ hạt điều nè, rất là to. Cái hũ này chắc hơn 100 hạt á. Hồi nãy khiết gã kèo gì với Bon? Bon, em ăn hết hạt hạt điều này là anh sẽ gọi em ông nội cho một ngày. Không phải Bon. Chết kìa các bạn. Chẳng lẽ mới vô vui vòng đầu tiên. Đây. Ồ, khiết là mì trộn cuối các bạn. Hình như là mì trộn mà mình trộn phô mai các bạn à. Là cái loại mì mà đầu trước bạn ăn á. Đúng rồi, rồi. Ngon, mì đó ngon lắm. Mì ngon á, mì ngon. Mì cây. Yes. Mới vòng đầu tiên mà. Mì cây sắp chê các bạn. Ai lộn lộn. Cái gì mà cái chữ cây á là nó vọng cái số phận của ông Đạt rồi. Ok, okay, bây giờ mình sẽ lên món các bạn. Yeah. Ok các bạn ơi, và tất cả người chơi đã có món ăn của mình rồi. Và bây giờ mọi người sẽ bắt đầu ăn thôi. Yeah. Trời ơi, ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, nó ngon. Đâu, không đi lẽ gì. Cho phi các bạn coi coi. Phi ra. Đó, nhìn rất là mờ lèm luôn á. Các bạn ơi, giờ thì mình sẽ đổ cái hạt điều của Mo ra cho các bạn xem cho rõ nha. Cố lên Đạt ơi. Nhiều nha các bạn, coi này cực kỳ nhiều luôn. Đạt ơi, vẫn là vòng đầu tiên mà em thua cuộc sao? Cố lên Đạt. Bạn nào ủng hộ cho Đạt hãy để là hashtag team Đạt ở phía trên nha các bạn. Ngon đi. Ngon không? Béo quá. Béo quá hả? Tại vì cái đó là phô mai mà. Béo lại cho bông miếng. Thôi, qua người đấy ăn đi. Đúng rồi. Em gán ăn hết đi để anh Khiết kêu em bằng ông nội. Cái ly mì cay xăm giang này có cay bằng là cái mì gói không nhỉ? Anh biết chắc một điều là cái ly mì cay này nó rất là ít các bạn, nên là Đạt có thể vượt qua. Miệng rõ quét luôn rồi các bạn. Wow, Đạt xong rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên là Đạt ăn mì cay mà đã ăn hết nha các bạn, mà còn ăn nhanh nữa. Lên. Wow. Vượt lên chính mình. Bon gì đâu, nhìn qua mì em nó tươi ngon quá hoài kìa. Ăn của mình trước đi em. Bon đúng chất là nhanh nhi luôn á. Nên từng hộp. Khiết mỗi ly trà thôi là thành một cái combo rồi bạn ơi. Trời, nhìn cái ly mì của Khiết thèm dễ sợ luôn á. Cái mùi ly mì của Khiết nó rất là thơm các bạn. Thơm một trứng muối cực kỳ mà nó bay qua bên đây luôn á. Cay quá chú ơi. Ngon mình ơi, ăn lâu quá vậy. Hồi béo nên làm phải ăn từ từ ơi. Em ốm em phải ăn cái này nhiều lên nè, mỗi ngày phải 2 hũ gì lên mập ra. Nếu bạn nào mà ốm ốm thì cứ ăn sữa chua, ăn phô mai nhiều nhiều thì các bạn sẽ lên ký dần dần. Còn nếu bạn nào muốn có cơ bắp thì ăn này. Các bạn ơi, hiện tại thì mình thấy là Nơi nó cũng ăn xong rồi, chỉ còn mỗi Bon và Khiết thôi. Nhưng mà cái món của Bon nó rất là khô luôn, nên là Bon có một thỉnh cầu nhỏ để cho Bon đi nước. Mọi người chơi thấy như thế nào? Ok. Anh nghĩ là nên cho Bon uống nước. Tại vì sao? Ăn no là sẽ dễ thua cuộc lắm, giờ cứ cho Bon uống nước thoải mái. Okay. Dễ thua hơn. Chờ em tôi đi nước coi sức chịu đựng của Bon như thế nào. Xong. Ok bạn ơi, mình đi để xong món ăn của Nơi rồi. Và tất cả người chơi đều đồng ý cho Bon một ly nước, nên là mình sẽ đi lấy nước với Bon nha các bạn. Ơi, mình ăn xong rồi nha các bạn. Đây là ly nước của Bon nha các bạn. Đó, đầy ly luôn kìa. Nope. Vậy là tất cả mọi người đang xong và mình Bon thôi các bạn ơi, cố lên Bon. Món này khô lắm, khô khó ăn lắm. Ăn mặn nhiều thì nó sẽ khát nước, uống nhiều nước thì sẽ no. Vậy chà cho đỡ gì vậy, chà chị em. Nhìn tay kìa, đưa tay Bon đưa trâu rồi, muối, quá nhiều muối luôn. Thôi cái này là mình chơi không lại Bon rồi. Bon ăn dĩa này xong là Bon là nhất. Cố lên, ăn xong rồi cố lên. Mặn, cái dĩa đầy luôn mà giờ gần hết rồi. Trời, nãy giờ có bé gấu ăn phụ nha. Cái điều này mình sắp thua các bạn. Ừ. Anh nghĩ là còn có khoảng 50 hạt rồi, quất hết luôn đi. 50 hạt à. Bon vẫn không bỏ cuộc với bạn. Ăn không nổi bỏ cuộc đi. Mình cứ nên tính thời gian cho Bon với bạn. Cho Bon 5 phút đi. 5 phút Bon mới ăn hết đống này thôi. Trời ơi. Hết dễ luôn. Trời ơi, sắp hết rồi, không tin được. Nó cầm cái gì lên nó kẹp rồi còn dưới đây nữa nè các bạn.
Trời ơi, cái bự. Mặt nó ăn rất là khó chịu nha mấy bạn. Nhưng mà mình kêu bỏ cuộc đi, nó không chịu. Nuốt đi, mình đừng có ngậm nó hỏng nuốt đi. Ngậm hỏng thì nó phọc ra cái là chết á. Đừng ăn nữa, bỏ cuộc đi. Nhục. Bỏ cuộc đi. Em sắp được hành ông nội rồi đó. Tụi luôn. Vô. Chuẩn bị khí kêu. Thôi bà ông nội. Cái gì vậy? Trời ơi, ghê. Ăn ghê. Ơi. No. Oh. Ăn nhai hết. Nhai hết, đứng liền nhai hết. Nhai hết mà tính là thẳng. Không có việc bộp. Nhai hết. Ông nói nọ. Khóc rồi kìa. Ăn mặn khóc một giờ không. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Khóc rồi chịu được. Đúng. Rõ ràng rồi. Ok các bạn ơi, vậy là bố đang xong rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dòng thứ hai các bạn hả? Dòng thứ hai. Ai bóng trước? Ok, tới lượt mình nha. Đây, gì đây? Chủ đề gì đây bạn ơi? Sao chỉ định một người bốc thêm một lượt? Em cái thao đó gì vậy? Anh chọn ai? Em chọn người đó. Ok, anh chỉ định Đạt bốc thêm một lượt. Mình chỉ định Đạt bốc thêm một lượt. Như vậy à? Cái này là đứt một ký á bạn. Và bây giờ Đạt sẽ bốc hai lượt. À, rồi, vô Đạt ơi. Tương hồ cá nhân quá nhiều. Rồi trước nó đổ nặng ký. Ủa, em có hát bây giờ đâu nặng ký. Hết thì giết rồi. Đúng rồi. Lương khó đó. Đây, bánh kem cà phê Snow. Cái dòng này tôi là bóc 3 phiếu nhưng mà nó hơi nhẹ nhàng, nhẹ quá, nhẹ nhàng bên này các bạn. Ok, chuẩn bị lên. Món thôi bạn ơi. Các bạn ơi, là dòng này chú là không ăn nữa và có thêm khí nữa các bạn. Là dòng này chỉ có 3 người ăn thôi. Cố lên mọi người ơi. Cái game này chắc anh về nhất quá. Nãy giờ đói bụng mà không ai cho gì ăn hết. Đây. Các bạn thấy đồ ăn cũng đẹp. Đúng rồi. Rất là ngon luôn. Cái này để coi hộp bánh này. Trời ơi, bánh của Đạt kìa, xịn quá trời luôn. Bánh bông lan bên trong có kem. Cảm ơn chú nha, cảm ơn Khiết nha. Đây, ở đây có rất là nhiều bạn fan comment bên dưới để ủng hộ em. Em đừng lo, các bạn hãy comment để là hashtag team Ni để ủng hộ Ni nha các bạn. Hiện tại là Ni đang ăn hộp mì cây phô mai. Nó chỉ có mùi cay thôi. Em nói đúng rồi, đang bị nhát mình. Đừng đánh lừa mình. Cố lên ăn một múa rồi luôn. Đúng. Quay thì nói nữa. Ồ, bánh ăn xong. Wow, tuyệt vời. Có bánh ăn các bạn. Sam ơi, trong cái cuộc quá. Thôi, mình chút xíu ăn đi. Boost đi nè, boost đi. Mới vòng 2 mà bỏ cuộc. Mới vòng 2 rồi. Không có muốn đi bỏ cuộc ngay lúc này các bạn. Đây là một cái điểm sáng trong clip này mà các bạn rất là thích đi đúng không? Nhớ để lại comment bên dưới là hashtag ủng hộ đi. Ăn đi, tối nay không có đồ ăn đâu em. Tối nay không có gì thiệt nè. Đúng rồi, tối nay có gì ăn đâu. Nếu em đi nước được không? Nay muốn thêm một ly nước, mọi người có đồng ý hay không? Chấp nhận, chấp nhận luôn. Ok. Ok, bên nhận, bố có đồng ý hay không? Dạ có. Ok. Đâu có các bạn, bố nữa đâu. Đây. Cho đi ly nước. Cố lên Đạt ơi, cố lên. Cố lên uống hết, uống hết. Xong, hết hộp đầu tiên. Ok. Bây giờ thì chỉ còn một mình đi thôi, cố lên đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Anh đói lắm rồi. Hai dòng mà chưa được ăn gì. Tiếp theo 2 ly mì cây đi bạn. Cố lên đi ơi, cố lên. Thì còn 2 phút nha các bạn. Cố lên đi, một muỗng thôi. Trời ơi, hết rồi em ơi. Woo. Ok bạn ơi, và cuối cùng đi đã ăn xong rồi. Và hãy cho đi một tràng pháo tay. Woo. Chúc mừng đi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới phòng thứ 3. Và bây giờ sẽ là lượt của Bo chú nha bạn. Vô. Chà bô này đừng tút thêm áo giáp mày nữa. Mạnh á. Rồi ok, cái gì đây? Coi cái dài dài chữ dài vậy. Thì hợp. Cái này ngon lắm. Cuối cùng nó cũng được ăn thịt rồi. Ok, sẽ đến lượt của anh chú nha bạn. Kiếm gì ăn đi, nãy giờ đói bụng quá luôn á. Anh đút tay vô mà xin đi cứ lắc 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 sao bóc. Xúc xích vào mày. À. Ôi. Ngon quá ta. Đây là sẽ là lượt của Ni nha. Cho Ni đi. Ngon hả? Xúc xích vào mày. Xúc vào Ni. Không nhìn, không nhìn. Ở thể cái gì á? Ồ, sữa dâu dơ mới nha bạn. Hồi nãy ăn cay bị uống sữa là xuất sắc. Xôi dách. Vô, 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 xếp. Mì cây, lưu khô.
bánh chocobay các bạn. Rồi, cuối cùng là đâu cái hộp là mấy cái? Hai cái. Ô, của mình là cá hộp nha các bạn. Ok bạn ơi, chúng ta sẽ thêm món thôi. Ok các bạn ơi, đây món của Bôi với lại Đạt cũng đã làm xong hết rồi. Và bây giờ thì mọi người ăn thôi. Ăn đi Bon, chơi đi. Ăn thôi. Bon được chấm nước kéo bên đây không? Thoải mái. Ui. Ui. Sao? Ngon. Ê, món của chú cũng rất là ngon nè. Trong cái đây có 4 cây xúc xích nè các bạn. Thì trong cái hộp này mình thấy là người ta có cho cái muỗng này luôn. Được không? Trời ơi, chocobay. Đang bị lỡ miệng các bạn à. Hai cái bánh chocobay. Dòng này thì món ăn của ai cũng ngon hết nha các bạn. Anh chú cũng đã khỏi lòng mong muốn được ăn của mình rồi. Trời ơi, nãy giờ đói. Qua dòng nào cũng ngồi chờ mọi người ăn lâu quá. Ủa, bị lủng à? Thì xong đầu tiên nha mọi người. Trời ơi, sữa ngon quá. Mình hoàn thành. Chúa xong nha bạn. Nhanh đi. Mấy món đơn giản. Bây giờ ơi. Nghe. Khiết lo sức khỏe khiết quá. Giờ Khiết bị nhiệt miệng nóng trong người quá. Rồi sao? Nên Khiết quyết định bỏ cuộc. Trời ơi bạn ơi. Thằng Khiết đã bỏ cuộc một cách vô lý hả bạn? Anh này nó bỏ cuộc nè. Giờ lỡ miệng trong người nhiều quá. Giờ ăn nha nó không được luôn rồi. Ok các bạn ơi, thì cuộc đua này là ai muốn bỏ cuộc thì bỏ cuộc mà. Nên là chấp nhận cái bỏ cuộc của Khiết nghe. Và còn lại chỉ là 4 người chơi nha các bạn. Ủa ngon mà sao Bôn ăn nhớ với Bôn? Mặn nữa. Chứ nãy giờ Bôn ăn cái món gì cũng mặn cái gì ta. Ê, chấm nước của anh Đạt kìa. Anh Đạt ngon. Nước chấm của anh Đạt cũng mặn luôn. Nước chấm cá sao mặn, nước chấm cá ngon mà. Ủa ngon quá luôn ấy. Ngon. Ủa không, em đi dụ à, dụ người ăn giùm hả? Bon nó ăn thèm dễ sợ luôn nha. Món ăn của Bon ai cũng thèm hết nha các bạn. Nhưng mà ăn nhiều dễ bị ngấy lắm. Tại vì nó rất là nhiều mỡ. Em coi cần cái sớ thịt nè. Ừ. Đó, quá nhiều dầu luôn nè. Yo, vậy là Bon ăn xong rồi các bạn. Và bây giờ tụi mình sẽ chuyển qua vòng thứ tư. Bây giờ sẽ là lượt bóc của tư nha. Đây sẽ là người bóc trước. Cái gì nữa? Rồi, trong mỗi em ngoài nãy giờ. Rồi, đen. Không muốn bóc trước rồi để tôi bóc trước. Ok. Bóc xong có gì bất lợi nha. Bóc trước rồi ra mấy cái số hên coi. Ui. Sữa đậu nành. Rồi vô em. Bọn chú ý món nhẹ nhàng quá. Game này nhất chắc rồi. Rồi, nghe ơi, cái gì đây? Mì phô mai Sam Gia. Hôm nay Sam Gia hơi bị đắt xôi các bạn. Rất là đắt xôi luôn. Rồi vô anh ơi. Sữa. Trời ơi. Đây lại là sữa dâu dâu mới hả bạn? Tôm bút kỳ quá. Tôm bút kỳ quá. Wow, sàn tôm bút kỳ hả bạn? Nhưng mà không có chụp cây. Về truyền thống. Chán thiệt các bạn ơi. Ok, vậy là chúng ta đã có tất cả các món ăn rồi. Xin mời mọi người nhập tiếp. Rồi, vậy là phần thưởng ngày hôm nay về nhất là tôi rồi. Trời, đâu có dễ vậy. Em ăn hết đi nói chuyện với anh. Ok, và bây giờ đây là sữa đậu nành sô-cô-la nha mấy bạn. Sữa đó nghe anh bảo là rất là ngon anh. Từ một hãng sô-cô-la rất là nổi tiếng. Hershey. Ngon quá nè. Game này là xác định rồi. Hai người này uống sữa là nhẹ nhàng quá rồi bạn ơi. Sabon. Ồ, Bon chơi hát lắm bạn. Mấy cái clip mà ăn nhiều là Bon lúc nào cũng là nhất nhì. Các bạn có muốn Bon tạo một kênh YouTube mukbang không thì các bạn nhớ để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Chứ rồi là mình thấy là Bon hồi rồi đó. Anh thấy mặt nó bắt đầu rung rồi đó. Lay rồi. Hồi nãy anh đi kêu là mì ly này nó cay hơn cái mì gói. Bon kêu bình thường kìa. Bình thường mà vậy hả? Không lẽ cái tập này Đạt ăn cay được mà mấy đứa ăn không được. Thấy á, cái mì ly á cay hơn cái mì gói là đúng nha bạn. Tại vì mì ly nó có rất là ít mì. Nhưng mà cái gói suối của nó bằng với cái gói suối của gói mì nha bạn. Mà mì thì nó lại ít hơn cái gói mì nên là cay là đúng rồi bạn. What the hell? Gì Bon? Ô, lấy xong nha bạn. Thôi, để Bon với Đạt ở đây solo. Cũng hơi the nha, chứ không phải là không cay đâu. Xin đi ơi. Cái gì? Ăn hết luôn mà. Trời, nó quất mà phát hết ly luôn rồi. Trời ơi, nhìn Bon kìa. Mày sợ nói bạn, sợ sao đó. Cái mỏ nó dặn tét rồi các bạn ơi. Cảm nhận của Bon thế nào? Ok Bon, vẫn chơi tiếp nha bạn. Và Đạt cũng xong rồi. Vậy là chúng ta sẽ qua dòng tiếp theo. Ok, tiếp theo. Cái này mình sẽ làm như là xin quẻ vậy bạn. Rồi, bước. Oh, bánh chocola, cà phê luôn. Là cái bánh hồi nãy mà Đạt ăn đó bạn. Rồi, cái này của Nơi nha. Bỏ trứng luôn. Ngon.
Ngon ngon. Rồi tới Bon đúng không? Rồi Bon. Đậu nành. Yeah, đậu nắc tô. Ok, lấy lượt bánh chuối nha. Ý trời, nay muốn mình về nhất. Rồi, anh chuối. Đâu, cái gì rồi, cái gì? Mấy cái? Yeah. Ok, Bon bỏ cuộc đi, vậy là chỉ còn ba người chiến đấu thôi. Ra đậu nát tô không ăn luôn. Ok, thì là Bon bỏ cuộc nha các bạn. Bây giờ chỉ còn ba người thi đấu với nhau thôi. Lên món. Giỡn với mấy bạn cho vui thôi. Sao rớt được đúng không mấy bạn? Ok, vô đi mấy bạn ơi. Mì cay nha mọi người. Quậy lên nha, cay đi quậy cho. Thử. Mình cứ tưởng là dòng hồi nãy là nên đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà vẫn đi đến dòng cuối cùng nha mấy bạn. Đây. Ôi. Đây mấy bạn. Kem rất là ngon nghe, cứ bỏ lên ngăn đá là kem đóng lại. Rồi Quảng Tròn ăn thử nha. Đó, em ăn thử mì cay của anh hả? Không, mì cay của anh em ăn rồi, chỉ có bánh này em chưa ăn thôi. Ngon nè. Cái lớp kem bên trong rất là ngon các bạn. Béo béo mềm mềm. What the hell? Liếm liếm miếng mì ghê đã. Mày cắn đạt, mày cắn cho tao nè. À, đúng rồi. Đạt dơ quá mấy bạn. Bạn nào mà thấy Đạt ăn dơ comment bên dưới để là hashtag Đạt ăn dơ đó mấy bạn. Ơ. Ăn mà liếm. Cho khí thử miếng này coi có lạnh không nè. Tiền ăn thử miếng này có lạnh không? Không. Hết Đạt bánh. Cứ ngồi miếng là hết Đạt bánh. À, không bạn. Cố tình kêu lạnh để gây sự tò mò. Sau đó thì cho người ta ăn thử cái rút cuộc mình khỏi ăn. Ghê không? Wow. Ngon vậy. Cái trình ăn mì cay qua chuối nó lên rồi nha mấy bạn, nó lên rồi. Bà coi ra chuyện chuối tẩu quả nhập ma rồi. Tẩu quả nhập ma rồi. Tính ra thằng bạn ăn cái món này nó rất là nhẹ nhàng trong đây luôn á bạn. Nhiều. Có lạnh không? Lạnh để anh ăn cho. Cái này mình ăn thử thôi nha mấy bạn. Đạt kêu phần kem lạnh. Đúng rồi, ok. Kiểm chứng rồi có lạnh không? Không hề lạnh. Vậy là chúng ta đã biết Đạt diễn dơ. Kem không lạnh, bỏ vô nha, bình thường luôn. Ăn lẹ đi, trời ơi. Ăn để cho người ta ăn cái khác nữa chứ. Ăn lẹ cho người ta ăn cơm nữa. Đúng rồi. Đúng không à. Kỳ quá. Rồi, bốc thầm cái gì? Nơi xong mấy bạn ơi. Lại đây. Để anh lấy 1 triệu nè. Ok, mình xong nha các bạn. Các bạn ơi, vậy là Đạt đã xong các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tới vòng tiếp theo. Tiếp tục nha các bạn. Không ai à? Không ai. Anh chuối. Cho anh đầu tiên. Ok. Đạt rồi, anh đầu tiên. Sữa chua phô mai. À, món này dễ, đơn giản. Đến bên đây nha bạn. Cay quá. Rồi. Gì đây? Đây. Kẻ ngược bốc thêm một lượt. Ok, thì anh chuối và Đạt sẽ bốc thêm một lượt nha bạn. Này là của Đạt nha bạn. Sữa vô mốt. Rồi. Giờ đây là của chuối nha. Ôi, bụng hả? Có gì cay cay để ăn không? Nãy giờ đói quá. Sữa đặc. Bá Đạt ơi. Đạt một cái nha mấy bạn. Đây. Mở dùm luôn. Sữa dầu vô mốt quá. Đạt uống được một lốc sữa rồi nha mấy bạn. Đây là... thôi mọi người ơi. Đây là sữa chua phô mai. Ai có nghĩ đang chế sữa đặc trong đây không? Anh chế luôn, khỏi nghĩ gì hết. Lại hai bình. Có Đạt 2 hộp sữa. Uống lần 2 bình chứ nhanh nha các bạn. Sữa là phải liếm hết nha các bạn. Ok. Trời ơi, thấy là sạch bách nha các bạn ơi. Tôi chế sữa đặt vô đây luôn. Wow. Hết luôn. Giết Đạt nè. Ôi sợn quá à. Rồi, các bạn thấy cái ly của mình không? Lớp dưới là phô mai, lớp trên là sữa đặt. Ôi, trái ba này. Thôi là trước. Xấu nhé. Ngọt quá. Nó vừa ngọt còn vừa béo hả bạn? Đạt uống sữa thì cháy trời. Ngán quá. Nãy giờ trần sữa với bánh kia không mày, trời ơi. Thôi anh đường xong rồi Đạt ơi. Ông là suối ở đây rồi đó. Camera đây ngoài kia người ta chưa ăn gì hết kìa. Đó. Đi. Uống đi Đạt, lấy sức tí rửa chén nữa. Đi trời. Ôi, ngọt quá. Ngán quá. Uống đi. Đau mày. Mình đang có ý tốt về nhổ tóc bạc cho chân Đạt. Có thằng nào mà mình mất luôn 4 cái. Tao mà đừng nhỏ với tao quá, tao với tao còn có lời á. Ba còn đắp gì? Hoàn thành nha mấy bạn. Trời, game dễ. Trên này, đem cái bữa hâm vô đây.
Anh chuối muốn chào em chơi tới bánh anh chuối luôn. Lần đầu tiên mà mình thấy anh này nó đi tới cuối cùng á các bạn. Rồi. Bây giờ chơi không? Biết hai lên luôn. Rồi mình rồi, tỉnh. Rồi do này, ở phút cuối cùng các bạn. Uống gì có nước ngọt uống nè. Đâu dễ lại được. Mì cay hả? Đúng một cây phô mai. Đúng bạn. Rồi, ai đây Đạt hay là? Nhân Đạt. Ok. Sữa chưa phải. Ôi ngon. Nhẹ nhàng hơn. Trời ơi, anh vô đây anh chuối. Chết già. Mì, lương khô. Lương khô là anh chết liền, lương khô. Lương khô à? Lương khô thì mấy bạn ơi. Hộp lương khô quân đội đó giờ các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một cái hộp do chú mình làm bộ đội ship cho mình. Khiết, quăng ra anh Khiết. Đây, lương khô 5 sao luôn nha các bạn. Để mình lấy mấy cái cục lương khô ra cho các bạn coi. Trời ơi, ăn cái này là bao khát nước luôn mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cục thôi. 7 cái bánh thôi mà. Đúng rồi. Mình bỏ cục nha các bạn. Mình đến đây chiến đấu với đàn nha mấy bạn. Ủa, chú đâu rồi? Bỏ cổ chị lấy người rồi. Chắc là lương khô nhiều quá, bạn là ăn không nổi nữa nên là bỏ cuộc. Ok, món ăn đã lên, mời các vị thưởng thức. Ok. Sao đi? Nên là rất là thưởng thức cái món ăn của mình các bạn. Tại vì nó rất là ngon, chỗ đứng đây nó thơm, thơm ơi là thơm các bạn. Cái mùi phô mai này nó kỳ quá à. Tại vì nó là phô mai mà. Nó gì gì á. Cố ăn lắm. Nghe cái mùi này là phần thắng sắp thuộc em rồi đó, cố lên em ơi. Em ăn hết cái đó là cho em thắng luôn. Cái mùi đó giống như là bị thiêu rồi sao á. Mặc dù nó còn hạn sử dụng nha. Mình nghĩ là chắc do nãy giờ đã ăn quá nhiều đồ ngọt các bạn, nên là cái vị ngọt trong Đạt nó bắt đầu tùm lum tà la nên là Đạt có cái vị giác từ đó. Thì ông có muốn tiếp tục trò chơi nữa hay không? Thôi, bây giờ vòng chung kết là mình vui lắm rồi. Mình bỏ cuộc bạn. Vậy là người chiến thắng đó chính là Nơi. Khổ. Bạn đã nhận được 1 triệu đồng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và hãy comment những cái chủ đề tiếp theo bên dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ đừng quên like, share và subscribe.